Rồi chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Đây là mình quen một số cái loại thuốc mà cần thiết trên lúa nha các bạn. Thì với cái thuốc chim sâu này, cái hoạt chất lopinrăng này thì nó trị sâu cuốn lá các bạn. Tinh súp be, sáng mẩy, lên lớp hạt. Rồi lát ít cha thì bảo vệ hạt phấn, bảo vệ lá đồng, amitatop. Thì với Galactica thì công dụng tương tự các bạn, Filia. Đối với đau ôn thì sản phẩm pin Mỹ các bạn. Cơm cắt Azac. Sumi A, Nativo, Lacasuto, Kidumingon, Aliet, Nativo, Stanner, thuốc trừ cỏ Sirius. Fujiwan cũng là một trong những cái loại thuốc ngừa đau ôn giai đoạn giáp tháng cũng khá là hay các bạn, nhưng mà nó giúp cho cái rễ lúa phát triển tốt nữa. Casumin, potassium C30, Vitazim, Puen, Pisang, Katana, Nutet, Apgot, Ninja cũng là một trong những loại thuốc đau ôn hay các bạn. Volium Taguo, Gotin ngâm giống, Mas sau cuốn lá, Fido. Công Fido này mình hay phun gầy phấn trắng các bạn. Một bên tàu trên lúa mình không có sử dụng. Solo cũng là thuốc trừ sâu cuốn lá khá hay. Đây thuốc trừ gầy nâu không thể thiếu trong một cái vụ lúa các bạn. Bicina. Cái này là cái sản phẩm của do cái thì người ta sản xuất, nhưng mà tập đoàn Adama người ta phân phối các bạn, thì chất lượng nó cũng như là cái gói thôi nha các bạn. Cái này là chai Santoxin. Thì đến thời điểm này thì hoạt chất Rolambon này thì Santoxin nó đang hoạt chất tốt, xuất xứ Ấn Độ nha các bạn. Patimula cho nó cái rễ lúa phát triển mạnh nha các bạn, thành giảm lượng phân. Silimac cứng cây. Đó, quay xương xương, những cái loại thuốc này là những loại thuốc mà gọi là quan trọng trên cái lúa nha các bạn. Thì đối với một cái người nông dân mà mình làm giống các bạn, thì theo mình nghĩ đây là những cái loại thuốc mà mình tạm gọi như là bắt buộc, phun xong yên tâm về nhà ngủ các bạn, không phải lo lắng bất cứ một vấn đề gì về chất lượng. Đó. Rồi quay sơ cho anh em thấy một số loại thuốc. Rồi chúc anh em có một đêm ngon giấc.